Mạng thôn hội đang dậy sóng với những dòng tâm sự dài lê thê của G. Một cô nàng tự xưng là con lạnh le thứ 13. Cô ta viết rất dài, rất tâm đắc về tình yêu của mình với chồng người dù chị hoàng hậu kia mãi không chịu ly hôn. Giọng điệu coi thường, lên giọng dạy dỗ chị em bí quyết sống hạnh phúc khiến hầu hết ai đọc bốt tâm sự đó cũng sôi sục. Người đời hay gọi em là Tiểu Tam, là Túc Đai, hay là con lạnh le thứ 13, cũng không sao, chỉ là tên gọi mà thôi. Có người thì gọi là hoàng hậu, có người gọi là con gái con trai, thì mấy cái danh xưng người ta gọi những người như em cũng không thấy khó chịu gì. Em gặp gỡ anh trong một buổi họp các công ty cùng ngành. Lúc đó anh đã có hoàng hậu và ba con, anh đã là người nam nhi trung niên trong khi em mới ngoài 20. Gặp anh, trò chuyện rồi đôi lần hợp tác nên em và anh dần nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau cũng được nói là khó buông. Em biết anh hai bàn tay trắng làm nên, có ba con nhưng cuộc sống hoàng hậu chồng không hạnh phúc. Nhiều lần tâm sự em mới biết hoàng hậu anh đi chung với anh từ thời sinh viên, chưa có sự nghiệp, nhưng đến khi về làm hoàng hậu chồng mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tâm sự lên giọng dạy đời của kẻ thứ ba. Khởi đầu của mọi mối quan hệ lăng nhăng, gã chồng ngoại tình nào cũng có một lý do rất đổi hợp lý, tiện thể là lý do cho bồ đi thảy khắp nơi để chứng minh tình yêu đẹp là hoàng hậu chồng anh không hạnh phúc. Quan trọng là cô ta yêu chồng người mà không cần tiền, nhưng anh kia lại không tiếc mà bù đắp vì thấy cô ta quá thiệt thòi. Em chẳng cần tiền của anh vì em cũng có tiền, em có tài sản của thân phụ mẹ cho, và cũng làm lương hơn 100 triệu mỗi tháng. Và sự không giống nhau giữa Tiểu Tam và hoàng hậu hợp lý còn đến cao trào hơn, khi anh làm ăn thua lỗ, anh không dám hỏi gì em về tiền bạc, dù mỗi năm anh cũng gửi cho em vài trăm ngàn đô la Mỹ để em mua sắm, chi tiêu, du lịch, vì anh bảo em đã khổ nhiều rồi, sống với bằng hữu thiệt thòi hơn người khác. Ảnh minh họa. Nhưng điều khiến dân mạng sôi máu là cô ta còn lôi luật nhân quả ra dạy dỗ hoàng hậu chính thức của nhân tình. Tất cả cũng chỉ vì phân tích thiệt hơn, khuyên kẻ địch buông tay không được, nên chị ôm tờ đăng ký kết duyên còn tôi ôm chồng chị. Giọng điệu của Túc Đai Trịnh Thượng ghét bỏ vô cùng. Em chủ động hẹn hoàng hậu anh ra nói chuyện. Em phân tích thiệt hơn cho chị hiểu, chắc cũng ít Tiểu Tam nào dám làm điều ấy. Nhưng chị ấy lại không hiểu, nhảy lên túm tóc túm tay em, bảo sẽ không bao giờ ly hôn để em và anh được thoải mái, để cả đời em không được làm hoàng hậu chính thức của anh mà em có cần danh phận đấy đâu chứ. Nói về quả báo, khi một người đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, không còn yêu người hoàng hậu của mình nữa thì thôi hãy buông tay để họ đi tìm tình yêu mới chứ chị giam tóm cái họ tên anh trên tờ đăng ký kết duyên thì có đúng hay không? Các chị có thể không phải Tiểu Tam, hoặc đang có chồng ngoại tình, các chị sẽ thấy ghét em, ghét bài viết này nhưng các chị có chửi cũng được, nhưng chửi kết thúc các chị thử nghĩ xem em nói có sai chỗ nào không. Mong các chị tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ hạnh phúc là gì. Gần như mọi lý lẽ hay bằng chứng tình yêu đều khiến cho những ai lướt qua cũng thấy cô ta đáng bị khinh bỉ. Có lẽ cô ta tự tin thái quá, mơ mộng hão huyền về một cuộc đời tươi đẹp với nhan sắc còn mãi, tiền bạc sự nghiệp không thăng trầm, nên không khăng khiết hôn nhân cũng luôn có nam nhi theo đuổi, người tình mến thương chăng. Bởi vậy mới nói, khi một người thanh nữ đã chấp nhận làm nhân tình, có tài giỏi đến đâu, có tự hào về mình đến đâu thì cũng chỉ là danh phận con lạnh le thứ 13 thôi. Chỉ có những người đã từng là của nhau cùng một mái ấm, cùng danh xưng hoàng hậu chồng, cùng làm thân phụ mẹ của con trẻ mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Còn cô nàng nào chọn cách sống tạm gửi thì mãi mãi không có thứ quý lạnh lẽo được gọi là hạnh phúc.